Hai hoặc tên là thế gian tức là khổ, khổ tức là thế gian. Ba hoặc tên là sở y, nơi phiền não sở y tức là khổ, có bao nhiêu phiền não thì có bấy nhiêu khổ. Bốn hoặc tên là kiêu mạn, có kiêu mạn hoặc ngã mạn thì có khổ. Năm hoặc tên là tánh nhiễm trước, tự tánh vốn thanh tịnh, một khi nhiễm rồi thì chẳng thanh tịnh, bèn sinh ra tâm tham, tâm sân, tâm si. Sáu hoặc tên là chảy nhanh, sinh tử qua nhanh, lưu chuyển không ngừng. Bảy hoặc tên là không thể vui, vì quan hệ tập khí, ma bệnh, tất cả điên đảo, tất cả phóng dật, lấy khổ làm vui, nhận giặc làm con, người xuất gia tu hành thì tương lai sẽ đắc được an lạc cứu kính, tức là thường lạc ngã tịnh, bốn đức niết bàn. Song ai ai cũng muốn đi tìm sự an lạc thật sự, mà muốn tìm vui tạm thời ở trong sự khổ